Hương xin kính chào tất cả các quý khán giả thân thương đã trở lại với kênh Hương Chuối Vlog ạ. Vẫn là lời đầu tiên, lời kính chúc sức khỏe đến tất cả những khán giả thân thương cùng với gia đình một những ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, vạn sự may mắn và bình yên nhất. Thì cũng như thường lệ, hôm nay video của Hương vẫn là tiếp tục câu chuyện lan tỏa và cập nhật những cái thông tin gì mới nhất về idol ca sĩ Hồ Văn Cường. Thì tiếp tục câu chuyện nghìn lẻ một ngày, ta tiếp tục nói chuyện chung quanh, xoay quanh và lan tỏa những cái điều tốt, đẹp, những cái sản phẩm âm nhạc và chia sẻ những cái thông tin gì mới nhất về idol ca sĩ Hồ Văn Cường. Thì vẫn như thường lệ thì đầu tiên hôm nay Hương vẫn vào cái kênh YouTube Hồ Văn Cường Official để cùng với xem ha, để cùng xem bài hát mà một anh che mùa xuân hiện bây giờ nó được bao nhiêu triệu view. Thì trong lúc này thì những cái sản phẩm mà trong lúc Cường chưa có show và những cái sự kiện quan trọng gì chưa tới thì mình tập trung mình nghe nhạc cài view và cố gắng lên để đưa bài hát Anh Che Mùa Xuân sớm được triệu view sớm nhất ha cả nhà, trong cái này trước khi mình đón nhận một cái sản phẩm MV mới và là Cung Đàn Thương Nhớ mà mọi người đều ngóng và hóng trong mong chờ cái sản phẩm đó thì sẽ đến sớm thôi. Trong ngày 6 tháng 4 như chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường thì trong lúc này mình nghe nhạc và cài view ủng hộ cái bài Anh Che Mùa Xuân để cái bài hát này nó được triệu view, để cho niềm vui mình nó sẽ được trọn vẹn nhất. Bài này vừa xong triệu view thì tiếp tục ủng hộ và cài view tiếp tục cho cái bài mới ha, MV mới Cung Đàn Thương Nhớ. Thì hiện bây giờ bài hát Anh Che Mùa Xuân là 972.000 lượt view, 972.000 lượt view, thì còn lại là 28.000 lượt view, thì trung bình khoảng là một ngày mà nếu mà chúng ta cố gắng lên thì được 9.000 view thì sẽ trong 3 ngày nữa chúng ta sẽ nhận lấy cái bài hát này được triệu view. Thì mỗi ngày trung bình thì Hương nhận thấy là cả nhà ta đều cài khoảng là trung bình là 8.000 view, lúc trước thì cao nhất là 10.000, có ngày mười mấy ngàn trong những cái bài mà lọt vào top mà cao nhất đó. Hy vọng là trong 3 ngày nữa bài hát này mình sẽ được triệu view với sự cố gắng của nhiều người ha, một ngày phải 9.000 view, 2 ngày 9.000 và một ngày 10.000 thì đó là 3 ngày, còn một ngày cứ trung bình ta 8.000 thì sẽ là trong vòng 4 ngày nữa ha. Thì trước khi cái bài Cung Đàn Thương Nhớ, mình hy vọng mình sẽ dứt điểm cho cái sự kiện trong tháng 3 này ha, một cái bài hát triệu view để là một cái món quà nho nhỏ tặng cho idol ca sĩ Hồ Văn Cường, món quà cuối tháng ha, niềm gì tin vui giữa giờ tuyệt vọng là nói cho vui thôi ha cả nhà. Cuộc sống lúc nào cũng luôn luôn bi quan, luôn luôn lạc quan và hướng tới luôn luôn lạc quan yêu đời và hướng tới những cái niềm vui, những cái sự kiện đang hóng đợi ta. Ngày hôm nay sẽ vui hơn ngày hôm qua và trong tương lai sẽ vui hơn ngày hôm nay, sẽ có nhiều cái những cái sản phẩm hay nhất và nhiều triệu view nhất trong cái năm này, cao hơn năm rồi ha. Cho nên mọi người cố gắng ủng hộ những cái sản phẩm yêu thương idol thì chỉ biết nghe nhạc ha, ủng hộ cài view, viết bài lan tỏa cho con và có điều kiện thì mình đi đu show và cùng hóng những sự kiện, ủng hộ những sự kiện, đó là một cái tình yêu thương, nó chỉ giản đơn như thế thôi, không gì khác hơn nữa ha. Thì mọi người nhớ chia sẻ, giới thiệu nhiều người đăng ký kênh con Hồ Văn Cường Official và chia sẻ cho nhiều người được biết hết những cái sản phẩm, mình có thể đăng lên những cái câu chuyện ha, và nói chung là những cái hình thức chia sẻ bài và viết lời comment bình luận và bấm vào like và đăng ký kênh, giới thiệu cho những bạn mới đăng ký kênh Hồ Văn Cường Official để cùng nghe nhạc và cùng hưởng ứng những cái sản phẩm âm nhạc của con và cho cái kênh YouTube nó có tương tác. Thì có tương tác thì YouTube nó được đánh giá cái kênh rất là cao và nó sẽ có sự đề xuất và kênh nó sẽ được sự mọi người chú ý nhiều hơn ha, YouTube chú ý và đánh giá cao nhất.
Và đó là một cái thể hiện một cái tình yêu thương, một cái sự giản đơn, một cái hành động nhỏ nhất mà mình có thể rất dễ dàng để làm ha. Khi nào mình rảnh thì mình nghe nhạc cài view, còn lúc mình không rảnh thì mình bận tay thì mình bấm vào cái playlist, cái tuyển tập là Mùa Xuân Bên Nhau đó, nó có 8 bài. Thì trong lúc mình lái xe hay gì đó thì mình nghe hết 8 bài đó thì sẽ tuyệt vời nhất, nó sẽ không có chiếm quá nhiều cái thời gian của mình hay gì hết. Giống như Hương đi làm, Hương lái xe, Hương bắt cái này lên là khi Hương nghe hết 8 bài hát này, Mùa Xuân Bên Nhau, cái tuyển tập Mùa Xuân Bên Nhau với 8 bài hát này, là khi Hương vừa nghe xong thì lúc là cũng là Hương vào tới chỗ làm luôn ha. Thì thời gian đi làm khoảng từ 20 phút đến 30 phút nếu mà không kẹt xe. Thì 8 bài hát này nó có 37 phút. Mùa Xuân, cái tuyển tập album này thì hiện bây giờ là còn vẫn là 247.000 lượt view. Thì do nhiều bài hát cho nên lượt view nó rất là chậm, nhưng mà chậm thì từ từ nó cũng về đích thôi ha. Mà đó là bài nói về cái kênh YouTube của con Hồ Văn Cường Official. Thì xong cái nói về những cái MV thì hôm nay Hương cũng chia sẻ một cái thông tin mới là của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường có đăng hình ảnh là hai chú cháu trong một cái MV với cái bài hát nghĩ là chắc là Cung Đàn Thương Nhớ ha. Và đây hình ảnh của hai chú cháu rất là dễ thương ha, rất là dễ thương ha cả nhà, trong cái chiếc áo ha, trong một cái trang phục rất là dễ thương. Nhìn là mình sẽ cảm nhận được cái sự vẻ đẹp ha, giữa cái truyền thống và cái hiện đại, cũng như cái lời chia sẻ của ca sĩ Hồ Văn Cường đã nói về cái bài hát theo cái bản phối mới là Cung Đàn Thương Nhớ, nó sẽ theo cái phối giữa hiện đại và truyền thống. Thì mình nhìn vào cái này mình vừa thấy một cái nét đẹp ha, một cái nét đẹp rất là duyên dáng, một cái trang phục đẹp. Và cái bài này của hình ảnh này của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã đăng lên, nhận được 1.000 lượt thích và 456 lời bình luận và 79 lượt chia sẻ. Thì trên cái trang bình luận của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường có viết chia sẻ, Hương đọc cho mọi người nha. Xin thông báo chính thức với mọi người là sẽ không có MV quay hát như thông thường. Chú Cường nói trước để mất công mọi người ngóng chờ rồi hụt hẳn ạ. Nhưng mà hứa sẽ là một món quà đặc biệt mang tên Cung Đàn Thương Nhớ, đủ mãn nhãn và mãn nhĩ dành cho mọi người ạ. Đủ mãn nhãn và mãn nhĩ, đủ cái tầm mắt nhìn và nghe rất là hay ha, và hình ảnh rất là đẹp ha. Và mình cùng chờ đến 6 tháng 4 nhé mọi người, thì hứa hẹn sẽ là một tiệc phẩm, những bài hát hay rất là tuyệt vời. Và trên những cái bài này thì rất là nhiều bình luận ha, thì Hương hai chú cháu rất là dễ thương. Nhờ thì Hương cũng bình luận là cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, ca sĩ Hồ Văn Cường cùng với tất cả các ekip đã làm nên một cái tuyệt phẩm hay nhất ha. Mình sẽ là Hương tin rằng là một sự tuyệt phẩm sẽ nhận được sự đón nhận của tất cả khán giả khắp nơi ha. Mình cũng hứa và đón nhận, và bài hát sẽ được sự nhanh nhất, được triệu view nhanh nhất vào lọt vào top triệu view nhanh nhất và cái top trending cao nhất và triệu view nhanh nhất. Và chúc mừng hai chú cháu ha, chú cháu ca sĩ nhạc sĩ Nguyễn hai chú cháu Song Cường ha, Cường lớn và Cường nhỏ. Thì nói chung như vậy đi, thì hai chú cháu, chúc mừng hai chú cháu. Thì mọi người cùng hóng chờ ha, sản phẩm bài hát Cung Đàn Thương Nhớ. Thì mọi người cũng đã nghe cái bản demo rồi, ai cũng đều rất là háo hức ha, một bản demo rất là hay. Lá úa lìa cây mà cây đâu muốn cách xa, đành ôm nỗi buồn, đành ôm nữa thương, đi hết cái gì đi hết con đường, ngày mai nắng vẫn còn buông. Thì Hương tỉnh thức tha tích tịch tình tan, rất là hay, một bài hát mà Hương rất là theo một cái Hương rất là thích. Thì Cường hát những cái dòng loại thể nhạc này là thể
và cũng rất rất là mong chờ cái sản phẩm này vào 6 tháng 4 ha cả nhà. Trong lúc này thì mình vẫn chờ đợi ha, vẫn chờ đợi một cái nhạc phẩm mới. Thì như chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, đây là một không phải là một cái bản MV hát bình thường, nhưng mà nó sẽ có cái gì rất là đặc biệt ha, một cái hình thức khác hơn, và nó sẽ làm cho mọi người sẽ rất là thích ha, những cái cảnh rất là đẹp và nghe rất là hay. Thì mình cứ hóng và mong chờ ha. Thì MV nó không phải là một cái hát như một cái MV bình thường, mà nó sẽ là đặc biệt hơn. Thì mình hóng và mong chờ nữa cái gì, thì mong mọi người sẽ cùng đón nhận và sự kiện này vào ngày 6 tháng 4 ha, cũng sắp tới rồi, cái năm tháng mới, niềm vui mới. Và hy vọng là mình sẽ nhận được nhiều cái sản phẩm mới của con Cường ha, không phải đối với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, mà những cái bài hát mới từ nhiều những nhạc sĩ khác nhau, giống như là chia sẻ của cô Quyên, là mong Cường có dịp để mà làm việc và tiếp xúc với rất nhiều những nhạc sĩ theo những dòng loại thể nhạc, những thể loại nhạc khác nhau, và những cái độ tuổi, những cái thừa khác nhau ha, để cho Cường học hỏi và được thể loại đủ loại thể nhạc hết, và làm cho đa dạng phong phú để làm mới mẻ mình hơn và được sự đón nhận của tất cả nhiều khán giả khắp nơi. Thì Hương tin là như vậy, bởi vì Cường hát rất là hay, giọng hát rất là giàu cảm xúc, và giọng rất lạ và rất đẹp, trầm cảm, giọng trầm và nhiều cảm xúc, giọng trầm ấm và nhiều cảm xúc, nói rõ ràng để mọi người hiểu sai cái ý, giọng trầm ấm và cảm xúc ha, giọng cảm xúc rất là tuyệt vời, và giọng lạ đặc biệt thì sẽ mang đến cho khán giả, sẽ chạm đến trái tim khán giả, dù Cường hát bất cứ dòng loại nhạc nào thì vẫn rất là hay ha. Mỗi một cái thể loại nó có sự hay và khác biệt riêng, giống như mọi người giống như Hương, một người chưa bao giờ nghe nhạc trẻ, không bao giờ thích nghe nhạc trẻ, mà khi Cường thể hiện những bài Một Đêm Say, Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng, Sao Trời Làm Gió, thì những cái bài hát đó thật sự đã lấy được cái sự chiếm được cái tình cảm của Hương, và cũng rất là thích ha, và thích những cái, cũng bắt đầu lắng sang nghe, và từ nhờ có Cường mà Hương cũng cố gắng nghe thử một hai những cái bài nhạc trẻ mới khác, nhưng mà vẫn là giọng hát của Cường thì rất là hay, bởi vì cái lời nó rất là rõ ràng ha, không như cái lời rõ ràng dễ nghe, và đặc biệt là cái cảm xúc nó sẽ mang đến cái sự nhẹ nhàng, nó chiếm trọn trái tim của người nghe hơn ha. Cái bài gì một ca sĩ đã thể hiện cái tâm hồn bằng cả hát, bằng cả trái tim, bằng cái tâm hồn, và đưa vào cái mình với cái giọng hát rất lạ và rất đẹp, thì sẽ thu hút khán giả, chinh phục khán giả nhiều hơn ha. Và ngoài đó thì ngoại hình, những cái trang phục vẻ hiền lành đẹp trai, rồi nụ cười tỏa nắng, rồi những chiếc trang phục rất là đẹp ha, những bộ vest rất là trang trọng, đẹp, lịch sự, và đã tạo nên một cái hình ảnh Cường rất là tỏa sáng, rất là sáng sân khấu nha cả nhà, rất là sáng sân khấu. Và đặc biệt khi con hát, cái biểu cảm rất là tuyệt vời, rất là hay. Những lúc giao lưu nói những cái câu chuyện và những cái bỏ một cái nụ cười rất là dễ thương, rất là khó làm chứ không phải là dễ đâu ha. Cũng giống như Hương đang nói trên cái video này, tập cũng rất là khó ha. Hương nhận thấy rất là nhiều cái khuyết điểm của mình đó, mọi người cứ nhận thấy đi, nhưng mà Hương cũng cố gắng để mà khi mình nói, mình cười, mình biểu cảm trên khuôn mặt của mình, và khi mình trực tiếp với khán giả, nó có nhiều cái ha mà Cường rất là hay trên cái sân khấu. Hương đang cũng học hỏi ha, khi con nói một câu và hay là khi con hát, trước khi hát thì cái nụ cười nó biểu cảm, rồi nụ cười tỏ nắng nó rất là đẹp, rất là duyên dáng trong cái buổi mà show trống đồng đó, thì Cường thể hiện rất rất là hay những cái bài hát, những cái biểu cảm, những cái lời chúc mừng, con chúc mừng, rồi khi trước khi con hát, mọi người yêu cầu hát chay thì vẫn nói một cái câu gì đó ha, và một kèm theo một nụ cười rất là duyên, sự duyên dáng và sự dễ thương, và cái đẹp nữa, nói chung là nhiều yếu tố hội tụ để làm nên một cái tên tuổi ha, để làm một ngôi sao để được tỏa sáng nhất, thì nó cần đòi hỏi và nhiều cái yếu tố đó. Thì cái sự thành công nào
cũng phải trả giá qua sự học hỏi, rồi qua sự rèn luyện bản thân, rồi học thu âm, rồi sự học hỏi, rồi sự mỗi ngày học ha. Cái sự thành công của một người không ai tự nhiên mà có được, phải ra một quá trình rất là bỏ công sức, bỏ tiền và bỏ cái thời gian để mà học hỏi và chỉnh chu tất cả trên một cái đà rất là tốt ha, và trong một cái hướng tương lai, và được sự yêu thương, ủng hộ của rất nhiều người, các bầu sô, các thầy cô và những khán giả yêu thương em, và những người luôn luôn đồng hành cùng với Cường ha, cùng với Cường trong một cái quá trình rất là dài, chứ không phải một ngày một bữa ha cả nhà. Thì đó là những cái may mắn và hạnh phúc mà Cường đã có được ha, và mình cũng rất là tự hào và hãnh diện và cùng chờ đón cái MV đó, MV Cung Đàn Thương Nhớ, một bài hát rất là hay, Hương cũng mong ngóng lắm. Mà cũng cái bài hát Cung Đàn Thương Nhớ này làm cho chạm tới trái tim của Hương, chạm cảm xúc của Hương. Hương đăng một cái bài lên cũng có nhiều khán giả vào lại khịa chửi ha, một cái tên lại chửi một cách rất là vô duyên, rất rất là vô duyên nữa, mà thôi chuyện cũ Hương không nói đến ha. Và để thấy cho mọi cái sự một cái bài hát nó đã chạm đến, khi Hương nghe bài hát đó Hương nó chạm đến cái cảm xúc, cái sự gì trong cái trái tim của Hương. Thì một ca sĩ mà thể hiện bài hát mà đã làm cho khán giả liên tưởng đến một cái câu chuyện gì, thì là sự thành công của một cái bài hát và một sự thành công của một ca sĩ. Thì để cho mọi người thấy cái sự hay như thế nào ha. Thì mình cùng cố gắng để mà mình tiếp tục mình nghe nhạc, cài view và hưởng ứng những cái sản phẩm âm nhạc, trông chờ cái sản phẩm âm nhạc mới này. Và hy vọng con, như con đã hứa là trong năm 2024 này, nói gì cái to co to tát và đặc biệt nhất thì cũng không có cái gì to tát và đặc biệt nhất, nhưng mà con Cường hứa sẽ ra mắt những cái sản phẩm rất là hay, những bài hát rất là hay, những MV rất là hay và những bài hát rất là đẹp, rất là hay, những cái sản phẩm hay nhất và ý nghĩa nhất để mang tặng đến những khán giả. Thì đó là một cái năm 2024 và hy vọng là chúc ước mơ của con sẽ thành công và khán giả sẽ luôn luôn chờ đón và ủng hộ những cái sản phẩm âm nhạc của con ha. Thì trong đó có cô Hương. Thì hy vọng là một năm 2024 sẽ là một cái năm thành công nhất của con, hạnh phúc và nhiều sự kiện hơn nữa, nhiều sự kiện hơn nữa, như cái đầu năm 2023 vào cái mùa Tết ha, 4 năm show liên tục ha, để cái cô Hương có cơ hội về đu hết được năm show vào một sự kiện ha, sự kiện sinh nhật nữa, coi như là 6 lần trong một tháng, thì một cái may mắn và hạnh phúc nhất. Thì hy vọng là cũng như vậy, mình làm tiếp một cái trong năm mới, trong cái năm mới 2025 nữa ha, con có một nhiều cái show liên tục và những cái sự kiện nó như vậy. Một cái sự kiện đáng nhớ nhất vẫn là 22 tháng 3 2024 ha, một cái chương trình san sẻ yêu thương rất là ý nghĩa, mang tính nhân văn và rất là có ích, giúp ích cho đời ha, giúp ích cho đời và giúp ích san sẻ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em không có điều kiện đi đến trường, mang cho em, tiếp tục cho các em bước đến trường, bước cấp sách đến trường, có cái kiến thức và có tri thức để ủng hộ cho cái bản thân của mình ha, để tự nuôi được bản thân của mình và giúp cho gia đình và giúp cho xã hội, là một việc làm rất là thiết thực và ý nghĩa nhất mà mọi người ha. Thì đối với Hương cũng vậy, Hương vẫn thích ủng hộ những trẻ mồ côi ha, những trẻ mồ côi là những mình hạnh phúc nhất, bởi vì mình còn có cha có mẹ. Mình những em trẻ mồ côi thì không còn cha không còn mẹ nữa, thì cuộc sống nó rất là khổ, rất là một cái bất hạnh nhất của con người là khi sinh ra là mình đã không có cha có mẹ, thứ nhất. Thứ hai là vẫn là đồng hành
Một, nếu như là điều kiện thì Hương vẫn là giúp cho những các em học sinh ha, để có điều kiện khó khăn, để các em có cái kiến thức sau này em có các em có một cái trình độ nhất định để hiểu biết, để hiểu biết và ít nhất cũng có được một cái nghề, không học được gì thì không học được một cái nghề lo cho bản thân mình và cho gia đình một chút ít và có cống hiến cho xã hội, thì đó là rất là thiết thực ha, rất là thiết thực nhất. Thì trong đó là một cái phần mà Hương vẫn luôn luôn nhớ, tự nói với bản thân mình là như vậy. Và tới đây là Hồ Văn Cường fanpage, thì Hương vẫn tiếp tục vào Hồ Văn Cường fanpage, thì trang fanpage của con với cái địa chỉ email, Hương đọc lại địa chỉ email là contact.hovancuong@gmail.com. và 15.000 người theo dõi ha, vẫn là 15.000 người theo dõi. Và bài mới nhất vẫn là cái ước mơ được thâu MV ở trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu ha, và một mùa tiết trắng tháng mùa bông gòn, mùa tiết trắng tháng 3 giữa lòng Hà Nội. Và cũng là mọi người nếu mà có con em ở trường đại học gần trường Đại học Rịa Vũng Tàu thì để nên đến đó check in ha, đến kiểm tra, đến check in và để cho con em được đến trường một cái nơi để mà đào tạo kinh nghiệm nè. Hãy đến trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu để được học tập, trải nghiệm môi trường học tập hiện đại chuyên nghiệp với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và chương trình đào tạo chất lượng cao và lưu giữ vẻ đẹp của mùa hoa bông gòn nở rộ nhé. Thì thông tin hỗ trợ tư vấn tuyển sinh thì số hotline là 1900 633 069, Zalo là 0359946868, địa chỉ số 80 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu ha. Và mọi người liên lạc thông tin nếu mà những gia đình có con em học sinh ở gần đó thì vào đó một cái ngôi trường cũng rất là hình ảnh, một rất là kinh nghiệm ha, và đội ngũ giảng viên kinh nghiệm và với những cái hình ảnh đẹp, thiên đường tiết trắng tháng 3 sẽ làm cho một cái các em sẽ dễ chịu và thư thái nhất, sẽ không có bị stress nhiều ha. Mình thấy sự một cái hình ảnh rất đẹp và lãng mạn nhất. Thì đó là Hồ Văn Cường trang fanpage. Thì đó là bài nhất của con. Thì trang nhà này thì vẫn chưa có cái thông tin gì mới ha. Thì mọi người vẫn nhớ tiếp tục. Ai chưa có đăng ký trang của con thì đây là hình ảnh đại diện ha. Trang Hồ Văn Cường fanpage là trang chính thức của con, thì đăng ký để kịp thời ủng hộ những cái sản phẩm của con và giao lưu tương tác trên cái trang này, đặc biệt là nếu có những cái buổi live stream về cũng có thể là trên cái trang này và trên YouTube hoặc là fanpage. Thì nói chung là những cái trang mà của ca sĩ Hồ Văn Cường, và cái cover vẫn là MV Người Ơi Đừng Bỏ Quê. Thì nói về MV Người Ơi Đừng Bỏ Quê thì Hương thấy ca nhạc sĩ Sơn Hà cũng đã lên tiếng về bản quyền MV Người Ơi Đừng Bỏ Quê. Thì Hương thấy hôm nay có một bạn ở trong fan club cũng nói một cái đề tài rất là hay, và qua đây Hương cũng chia sẻ như Hương hôm nói là mọi người khán giả có thắc mắc với Hương là nếu thấy một người nào đó cover hoặc hát bài trên cái người MV Đường Người Ơi Đừng Bỏ Quê thì làm sao, thì Hương nói thì mình báo cáo ha. Hình thức tốt nhất là mình báo cáo về cho cái ban quản trị, cái trưởng FC, để mà những cái thành viên ở trong cái về trợ lý của ca sĩ Hồ Văn Cường đó, để cho các bạn ấy báo cáo với Cường và đội ngũ và ekip, người ta sẽ Cường sẽ có những cái hình thức ha để làm việc, sẽ tùy theo ha, cho mình cũng không biết, mình không có phải là làm, vì mình đừng bạn ấy có một bạn đã lên tiếng ha, thì rất là hay. Mình đi vào trang nhà của người ta, thứ nhất mình đi vào trang nhà của người ta, mình phê bình mà mình là fan, mình lên tiếng, mình nói những cái câu rất là khó nghe, thì làm cho cái người nghe, người ta cũng rất là
khó chịu. Mình là những cái hình ảnh làm đi mất cái hình ảnh đẹp của ca sĩ ha. Mình yêu thương, mình phải tôn trọng hình ảnh của người ca sĩ đó, của ca sĩ mình yêu thương. Mình có thì mình đi báo cáo rồi, thì về phía cường sẽ có những cái biện pháp như thế nào. Mình khi mình chưa biết thì mình cũng không biết cái câu chuyện người ta có xin phép bản quyền hay chưa ha. Và một cái sự mà thiếu tế nhị nữa là mình vào cái trang nhà người ta, mình lại nói người này hát không hay bằng Cường hay như thế nào ha. Thì mặc dù mình biết, nhưng mà mình đừng có mình tránh những cái sự việc như vậy, để trong cái mắt người ta, FC, đại diện FC của Cường là những cái người để mình giữ được cái hình ảnh của ca sĩ Hồ Văn Cường ha. Rất là đẹp, một cái bạn trên một cái fan club, bạn ấy viết một cái bài rất là hay nhưng mà rất là dài ha. Thì Hương chỉ nói với sự ngắn gọn ha, thì Hương cũng không muốn mọi người, bạn ấy viết một cái bài rất là hay, và Hương cũng chả biết bạn này là ai, nhưng mà trên một cái bạn này là một cái trung lập ha, thấy gì và nói, thấy cái nào sai thì lên tiếng, không có đứng về phía người phe này phe kia. Nhưng mà Hương thấy là một cái bài của bạn ấy rất rất là hay, thì mình cũng nên tránh những cái trường hợp như vậy. Mình đi vào nhà người ta, thứ nhất là mình cũng phải tôn trọng người ta, mình đi bước vào cái trang nhà người ta mà mình viết như vậy thì người ta chặn mình hay là những gì ha. Và mình càng show diễn lên, mình càng phải thể hiện mình là một cái người về FC của Hồ Văn Cường, mình đại diện là FC, thì mình càng để cho người ta yêu thương idol thì phải giống như để cho người ta tôn trọng hơn ha. Mình tôn trọng ca sĩ ha. Để cho, đặc biệt là mình cần có nhiều bạn hơn, cần có những người bạn hơn. Cái không đúng, cái không sai, cái đúng hay cái sai thì mình vào mình báo cáo cho các bạn trưởng trưởng FC đó, trưởng FC thì miền Nam, những người mà có liên những người mà có thể có quyền, có những cái quyền lực và những cái người có thể tương tác được với Cường, hay là mình vào mình viết, người ta sẽ báo cáo cho Cường ha, báo cáo cho Cường, và bên Cường người ta sẽ có những cái biện pháp như thế nào. Đó là tùy bên cái quyền đó là của Cường ha, mình cũng không có biết được, cho nên Hương cũng không có nói sâu về mình phải làm như thế nào. Mình biết và mình thấy, mình sẽ báo cáo cho Cường biết là những cái trường hợp như vậy. Thì bởi vì ca nhạc sĩ Sơn Hạ cũng đã lên tiếng rồi, là ca nhạc sĩ để chọn cái quyền, những cái quyền độc quyền bài hát MV Người ơi đừng bỏ quê là thuộc về Cường, thì chính Cường là người có quyết định ha, là muốn hát, ai muốn hát thì phải qua xin phép, qua ý kiến ha của chính chủ là ca sĩ Hồ Văn Cường. Thì đối với những bạn như vậy thì cũng nên xin phép qua ca sĩ Hồ Văn Cường ha, hỏi ý của ca sĩ Hồ Văn Cường trước khi mình hát bài đó. Thì đối với những còn chuyện của Hương thì có nhiều bức xúc, rất là nhiều bức xúc chung cái câu chuyện của Hương còn, nhưng mà Hương nói thôi, nói một lần không bao giờ nói nữa. Nhưng mà Hương thấy có nhiều vấn đề, Hương thấy có rất nhiều vấn đề từ cái sự kiện của Hương ha, từ sự kiện của Hương, từ cái sự gì đó, Hương sẽ từ đó Hương thấy có rất nhiều 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 lắm, nhiều lắm. Có nhiều người không phải là FC, không đi show, không phải là fan club, những cái người từ bên ngoài ha, thấy sự kiện như vậy vào comment, vào chửi rủa như là có rồi vậy đó ha cả nhà. Thì nó rất là nhiều sự kiện nổi lên, và Hương cũng thông báo là hôm qua Hương ngồi Hương kiểm tra lại những cái nick ảo, những nick giả và nick thật cũng vậy, mà không có một cái sự tương tác hay gì ha, thì Hương cũng đã chặn hết là gần 30 nick ảo ha, gần 30 nick ảo trên cái trang trang nhà của Hương. Và cũng nhiều, rất là nhiều thành phần dinh gì dinh danh ha, mạo nhận FC, mạo nhận fan của Cường,
Nhưng mà đối với Hương không sao hết, thế họ làm mỗi bước để làm gì cả nhà, để mục đích là hòng chia chia rẽ ha, để cản bước cái sự lan tỏa của Hương. Nhưng mà mọi người làm rồi càng nói thì Hương càng không có phải mà dễ dễ dàng yếu hèn mà ngã gục trước một những như vậy đâu. Nhưng mà những người đó Hương không có buồn, bởi vì họ chính thức là họ khiêu 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 chiến, họ chính thức thì những người đó rất là xa lạ thì không có ảnh hưởng gì. Hương cũng chặn chặn hết rồi, không có ảnh hưởng gì mà làm buồn lòng Hương. Nhưng mà những người làm buồn lòng là những cái người thân ha, những cái người thân trong gia đình của mình, giống như trong một cái đại gia đình của mình mà những người đó đã làm mới làm người mình gây cho mình tổn thương nhiều nhất ha. Còn bên ngoài thì nhóm này nhóm kia, phe này phe kia, mạng xã hội ha, thì rất nhiều trong đó ha, họ lợi dụng cái cơ hội này để. Nhưng mà Hương đâu có làm gì, Hương đừng ha, mà nói cam đoan với và chắc chắn với mọi người. Hương không dễ dàng bỏ cuộc ha, vẫn luôn luôn lan tỏa và yêu thương ca sĩ Hồ Văn Cường. Mọi người đừng hòng làm những cái cách gì để mà cản bước chân của Hương ha, cản khi sự lan tỏa ha của Hương được ha. Không ai có thể làm được cái điều đó ha, không ai có được làm cản bước cái sự lan tỏa của Hương được. Nói cho mọi người một câu như vậy đó ha. Nhảy vào comment mình những người, có nhiều người lắm ha, rồi nhiều YouTuber ha, rồi nói thì đụng chạm cả đám luôn ha, rồi những nhà văn, những tác phẩm toàn là những người có rất là trình độ ha, vào những cái chuyện nhỏ như vậy, vào vào đâu vào phân lớp, dám vào trang nhà Hương, Hương chặn mà không còn một một món nữa. Nhiều ha, nhiều thành phần lắm ha. Nhưng mà người ngoài không sao, người ngoài người ta cắn mình không đau, người nhà cắn Hương mới đau nha, Hương nói vậy thôi. Người nhà cắn Hương mới đau, nhưng mà chỉ tuyên bố một câu thôi mọi người. Hương không phải là một đứa trẻ ha, mới lên ba ha, dễ làm hù dọa, dễ dàng bỏ cuộc cái sự lan tỏa, và công cụ lan tỏa của Hương vẫn còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không có ai thể mà ngăn chặn được cái bước chân và đặc biệt là cái tình yêu thương dành cho ca sĩ Hồ Văn Cường ha. Hương nói mạnh một câu như vậy. Nói để cho cả thế giới và nghe đó, để cho cả thế giới cùng nghe hết ha, và mọi người nên nghe. Rồi thì video của Hương sẽ chấm dứt tại đây, bởi vì Hương cũng còn nhiều điều để nói lắm, nhưng mà một Hương nói một hơi thì sẽ có rất nhiều vấn đề để mà nói lắm. Thôi thì Hương sẽ dừng video tại đây ha. Để cho nên niềm vui nó trọn vẹn và cùng thưởng thức, cùng nghe nhạc cài view và chờ đợi những cái sản phẩm âm nhạc mới của con Cường. Và Hương sẽ gặp lại cả nhà, có thể là live stream, có thể là live stream cho sớm nhất, và cũng có thể là cũng là những cái video thường ngày. Chào tạm biệt và chúc cả nhà một những ngày cuối tuần rất là vui vẻ, hạnh phúc và làm việc buôn bán có rất nhiều tiền. Cái đó là một cái điều thiết thực nhất ha, điều thiết thực nhất ha, là miếng cơm của mình ha trước tiên, và sức khỏe là quan trọng hết ha. Cả nhà vui vẻ và sức khỏe bình an. Hương chào tạm biệt và cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ từ cái video của Hương. Xin chào tạm biệt.